Lướt qua các trọng bản sân này, thông tin liên quan đến việc kiểm soát dịch bệnh tại các tỉnh thành trong cả nước được đăng tải nhiều nhất. Thưa quý vị, để tăng cường giám sát người từ vùng dịch trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán, từ hôm qua 17 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở rộng lấy mẫu ngẫu nhiên tại các bến xe bến tàu, đồng thời mở thêm cách ly tập trung cho nhóm người có nguy cơ cao. Theo báo tuổi trẻ, từ ngày 16 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tiếp nhận khai báo y tế người từ các tỉnh thành khác về thành phố tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế. Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ ngày 14 tháng 2, thành phố đã triển khai giám sát lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên. Bên cạnh lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, bến tàu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng mở thêm cơ sở cách ly tập trung dành cho nhóm người có nguy cơ cao đến từ vùng dịch sẵn sàng tiếp nhận người cách ly. Trong khi đó, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian cách ly xã hội, Thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương sẽ cấp thẻ đi chợ cho mỗi hộ gia đình. Báo Việt Nam Net đưa tin, thẻ đi chợ cho người dân tại thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương sẽ ghi tên Ủy ban nhân dân xã phường đi theo ngày chẳng và lẻ, đại diện hộ gia đình, địa chỉ và số điện thoại. Mỗi hộ gia đình được phát 5 thẻ trong 15 ngày, cứ 3 ngày đi chợ một lần và tự điền thông tin vào thẻ. Thẻ có giá trị sử dụng một lần một chợ bất kỳ tại thành phố Chí Linh. Ban quản lý chợ hoặc tổ quản lý sẽ thu lại thẻ này lưu theo ngày phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 16 về chi phí cách ly, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống Covid-19. Theo thông tin từ báo dân trí, Mức phụ cấp chống dịch từ 80.000 đồng đến 300.000 đồng một người một ngày, tùy theo từng đối tượng như là người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch, người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế. Báo Dân Trí cho biết, ngoài các đối tượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch, thì nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch COVID-19 cũng có mức phụ cấp từ 80.000 đồng đến 130.000 đồng một ngày. Một thông tin trong lĩnh vực giáo dục được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022. Danh mục này gồm có 32 sách giáo khoa lớp 2 của đầy đủ tối môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc cùng với sách giáo khoa môn tự chọn tiếng Anh. 40 sách giáo khoa lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Đưa tin về danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới, báo Sài Gòn giáo Phóng cho biết, sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố phê duyệt danh mục sách giáo khoa, Ủy ban nhân dân các địa phương sẽ lựa chọn sách giáo khoa. Việc bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 và đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đều được tập huấn theo các lớp học tương ứng với môn học. Việc lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương phải hoàn thành trước khai giảng năm học mới tối thiểu là 5 tháng. Việc kính ứng và phát hành sách giáo khoa, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng phải được nhà xuất bản hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 và đưa đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng sách giáo khoa tại các địa phương nhằm mà cung cấp kịp thời đến học sinh và giáo viên.